tiền. Hay quá, 1 triệu kìa. Em phải ở ngoài xem thì nó mới thấy đồ tay rất ảo diệu, 1 triệu. Thật câu, thu được, rất hay. Trận là livestream hay của giải đấu nhé.
Vâng. Triệu Béo đang hô giữa kìa. Hay. Chúng ta phòng thủ lên lưới rất nhanh, ngoài ra một số 14-3. Hay chưa? Thủ 18 từng địa ngục. Chết. 16-14 cho Trí Đức. Giải đấu đông nhất từ trước đến nay anh em ạ. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Lên dồn lên. Rất hay. Xứng đáng là một trận bán kết. Hay. Một pha đập cầu rất mạnh nhưng cầu đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Là cặp đôi đàn anh là già dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng mà liệu sức trẻ và kinh nghiệm thì đôi nào sẽ giành chiến thắng đây? Rất hay. Pha phòng thủ rất hay của Chí Đức. Vâng. 18 đều. Chí Đức giao cầu. Hải Đăng bên này mới sinh năm 2005 nhá. Ôi. Hay. Phòng thủ rất hay. Pha cầu vẫn còn. Vẫn còn. Hay. Hay chưa? Thoải mái đi. Vâng, Chí Đức đập rất mạnh. 19 đều. Hải Đăng giao cầu. Vâng, thủ rất hay. Vâng, một pha thủ phạt. Vâng. Quá hay. 20 đều. À đâu, 20-19. Hay, một pha thủ tách rất hay. Hay. À. Ê. Trong cái chia sẻ đây. Hay, một pha bắt bài của Chí Đức. Vâng, rất nhanh. Hay quá. Bản nhạc này rất là hay anh em ạ. Cứ lên lại xuống, lên lại xuống. Một bản nhạc hay là phải thường phải lên xuống. Hay. Vâng. Chết rồi. Bản nhạc bật tường đây ạ. 23-21. Vâng, chào 500 anh em xem. Quá tuyệt vời. Hay quá nhỉ. Vâng, Hoàng Anh
không của xe đấu. Liệu Triệu Béo và Hoa Anh có ghi mình một trận chung kết hay không? Liệu trận này có thể là có một pha lỗi dừng sau hay không? 24-22.